Hey yo, chào mừng tất cả các bạn đã đến với video buổi ngày thứ 5. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái kỹ thuật tiếp theo của Instagram. Đó chính là chúng ta sẽ đi follow ít nhất 10 tài khoản có tỷ lệ chuyển đổi cao và đang có lượng người follow rất là cao ở trong cái niche của chúng ta. Thì trong cái ngách này thì tôi sẽ làm một cái ngách kiếm tiền đúng không? Thì tôi sẽ đánh một cái chữ nó liên quan đến cái ngách kiếm tiền. Ví dụ như kiếm thật nhiều tiền thì nó sẽ liên quan đến những cái từ ngữ nó mạnh mẽ như là triệu phú chẳng hạn, đúng không? Billionaire thì tôi sẽ đánh chữ billionaire vào. Tại vì những cái người nào người ta millionaire thì người ta muốn kiếm nhiều tiền mà, thì chúng ta sẽ đi follow vào. Thì các bạn hãy để ý rằng là cái tài khoản này nó có là 2 triệu người đang theo dõi, và cái chiến lược mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn là tôi sẽ đi giúp đỡ các bạn lấy hết cái lượng theo dõi này về cái fanpage của các bạn có thấy tuyệt vời không? Ví dụ cái nó sẽ recommend, nó sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái tài khoản mới, ví dụ build your empire, tức là xây dựng cái đế chế các bạn, rất là tuyệt vời đúng không? Lại 1,1 người theo dõi này, chúng ta theo dõi luôn. Founder này, Young Entrepreneurs Magazine này, tức là tạp chí tuổi trẻ, tạp chí về kinh doanh trẻ. Follower. Nhắc nhở các bạn nha, là các bạn có thể học cái cách để mà các bạn viết cái biology ở đây đó. Think, Grow, Prosper này. Tôi vào tôi xem 2,3 triệu follower này. Rất là nhiều đúng không? Tôi cũng sẽ theo dõi. Motivation Mafia 1,5 triệu. Ok, theo dõi. Và cứ như vậy thì bài tập của chúng ta trong cái phần này, đó chính là tôi sẽ đi follow ít nhất 10 cái tài khoản mà nó đang có cái tỷ lệ chuyển đổi cao, có ít nhất là 50.000 lượt người follow trong cái fanpage đó, trong cái trang web đó. Và tôi làm gì? Cái chiến lược của tôi sẽ đi copy tất cả cái người ta đang follow về cái trang Instagram của tôi. Và bài tập của các bạn đó chính là phải đi follow ít nhất 10 tài khoản mà tôi cũng đang follow ở đây. Đây, mindset for greatness có nghĩa là tư duy về thành công, tức là người nào người ta muốn kiếm tiền thì người ta có tư duy thành công đúng không? Đấy, thì các bạn đừng chỉ tập trung vào kiếm tiền nhá. Đôi khi chúng ta tập trung vào cái nhắc kiếm tiền, đánh chữ money thì chưa chắc nó đã ra đâu. Đấy. Tôi thử đánh cái chữ money. Đấy thì make money này nó ra rất là ít này. 9.000 này. Đó. Money này, 260.000 này, đó. Tôi có thể follow à. Tôi có thể vào cái phần people này. Ok. Vậy thì bài tập của các bạn đó chính là đi follow ít nhất 10 tài khoản. Đây tôi đã follow anh 8 rồi. Thì tôi sẽ follow thêm một tài khoản này nữa. Nó thành 9 này. Đó, thì các bạn thấy là và cái chiến lược của chúng ta đó chính là trong những video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái kỹ thuật tiếp nữa, và các bạn sẽ thấy được cái sự kết nối của nó với nhau. Ok, Quý Chân đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.